mang trong tim bao năm qua đã khiến ai đổi thay. Cuộc tình nào ta trao sai đem chua cay khiến ta thêm hận. Tạo nghiệp nào gieo hôm qua mai sau đây sẽ gánh lấy khổ đau. Bởi vì lòng đầy tối tăm lúc giàu sang, lạc đường cùng vì đã sai càng xa. Gió phai tàn, tình chỉ duyên em do tại ai vì ai, đời dễ đâu tranh khỏi bi kỳ, chẳng ai thấu khổ đau mẹ ơi, bé dâu khôn lương nào ngóng trông ngày sướng vui được trở lại, đành phụ hẹn ước kiếp sau. Tất cả những gì lúc nãy bà thấy á, không phải là thật đâu. Tôi với bà nhỏ không hề có chuyện gì hết á. Chú tới số rồi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này cho hai người đâu. Bà cũng thế đó. Cứ làm như vậy hả? Tôi xin bà đừng có la mà. Đừng có la, người ta nghe kìa. Bà đứng đi. Đừng có la. Đừng có la. Tôi xin lỗi bà. Bà tha lỗi cho tôi. Tôi buộc phải làm vậy mà.
Ba. Ba ơi, sao giờ này má chưa về nữa? Ba cũng không biết nữa con. Sen ơi. Dạ. Bà có nói đi đâu không con? Dạ có, bà nói bà đi chợ. Ông Mạnh ơi. Ông Mạnh ơi, ông Mạnh. Con ra ngoài coi có chuyện gì. Dạ. Ông Mạnh ơi. Chờ một chút ra liền. Chưa xong nữa hả con? Bộ bài nhiều lắm hả? Dạ, con xong rồi. Tại hôm nay có nhiều bài khó quá nên là con phải kiểm tra lại cho chắc ăn. Con cẩn thận như vậy là tốt. Thôi xong rồi, vô tắm đi, chờ má về rồi mình ăn cơm luôn ha. Dạ. Ông ơi, người ta tới báo là bà chết rồi. Con nói cái gì? Dạ, người ta nói là bà chủ bị cướp đập đầu chết rồi. Ông ơi. Ba. Ông chủ ơi. Ba. Chú Tịnh, chú gây ra họa lớn rồi. Tôi nói chú chạy theo chị lớn, nói cho chị hiểu, rồi năn nỉ chị mà sao chú giết người cướp của luôn vậy? Bà nhỏ à, bà nói vậy là oan cho tôi rồi. Tôi nào dám làm mấy cái chuyện động trời đó chứ. Chú nói sao? Không phải chú làm. Không phải. Lúc đó tôi chạy theo bà lớn để mà giải thích mọi chuyện. Nhưng bà mắng nhiếc bà nhục mạ thôi. Tôi buồn quá, tôi bỏ đi nhậu. Phải chỉ lúc đó mà tôi đưa bà lớn về tới tận nhà thì hay biết mấy. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy hối hận quá. Có đúng hay sai thì mình cũng có liên quan đến chuyện này. Thôi thì mình cứ làm như không biết đi. Thôi tôi tin chú. Nhưng mà cái chuyện mà hôm qua đó, nếu như để cho người khác biết, thế nào tôi với chú cũng bị nghi ngờ, rồi cũng gặp rắc rối cho coi à. Chỉ bằng... Bà, bà yên tâm đi. Tôi sẽ không bao giờ để dính líu tới bà đâu. Tôi sẽ đứng ra bảo vệ bà mà. Cảm ơn chú. Chú tốt với má con tôi quá. Ơn của chú nhất định tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Không, không cần phải mang ơn đâu. Tú à, cô biết trong lòng của tôi đối với cô như thế nào mà, đúng không? Chú Tĩnh, tôi không có bụng dạ nào nghĩ tới chuyện này đâu. Tôi với chú chỉ là hỗ trợ nhau để cho cuộc đời mỗi người tốt hơn thôi. Tôi mong là chú hiểu. Bà, tôi xin lỗi bà. Chú Tĩnh nè, chuyện chị Liễu hiểu lầm tôi với chú nhất định không được để cho người khác biết, nhất định không để người khác nghi ngờ chúng ta, chú nhớ chưa? Mình thấy trong ngồi sao rồi mình. Tôi thấy trong ngồi đỡ nhiều rồi. Thôi đừng, mình cứ nằm yên đó đi. Doctor nói mình còn yếu lắm, nghỉ ngơi nhiều vô. Mấy ngày rồi mình không có ăn uống ngủ nghê gì hết. Sức mình kiệt quệ rồi. Tại sao má thằng Thịnh lại chết một cách đau đớn, tức tưởi như vậy? Mình ơi, mình đừng có đau lòng như vậy mà mình. Doctor nói là tim của mình yếu lắm,
tình mà có mệnh hệ gì. Em với hai đứa nhỏ biết sống làm sao đây mình. Bây giờ á, chúng ta có đau buồn đến mấy thì chị Liễu cũng đâu có sống lại được đâu. Mình ráng vì hai đứa nhỏ mà gắng gượng cho mình. Thằng Thịnh nó mất mẹ đã tội nghiệp lắm rồi. Mình ráng mau khỏe để về với con như mình. Thằng Thịnh đâu? Thằng Thịnh đâu? Nó làm sao rồi? Dạ, em có đưa thằng Bảo qua cho hai anh em nó chơi với nhau rồi. Mình yên tâm nha mình. Em cũng có dặn người làm với chú Tỉnh nữa, coi chừng tụi nhỏ rồi cho nó ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng. Bây giờ nghe em nói nha, ráng dưỡng sức nhanh rồi về nha mình. Tôi khỏe rồi, tôi phải về nhà với ông Tỉnh. Không, không. Mình ơi mình, em xin mình đừng có như vậy mà mình. Tôi khỏe. Mình nghe em đi. Để tôi về nhà với ông Tỉnh. Đi. Má hai, con ráng uống chút sữa đi. Không thôi là bà chủ buồn lắm đó. Má em kêu em uống sữa, mà em không uống, má em buồn lắm. Bây giờ anh hai mà không uống sữa, má lớn buồn lắm á. Uống đi con hai. Ông chủ cẩn thận chút. Thịnh, Thịnh, cẩn thận. Cô hai, ông chủ về rồi. Cẩn thận ông chủ. Thịnh, Thịnh. Ba. Má, má bỏ bài con rồi. Ba biết. Bà, bà đừng có giống như má bỏ con nữa nha bà. Không, không bao giờ bà bỏ con. Bà nhớ nha bà. Bà hứa, bà sẽ luôn ở bên con, bà sẽ bảo vệ cho con. Nên đi. Nên đi con. Không ngờ chị Liễu là yểu mệnh vậy luôn. Mà cái quân ác nhân thiệt chứ. Đã cướp hết của cải trên người của chị rồi thôi đi, đằng này còn đập đầu chị cho đến chết mới ghê chứ. Công an đâu rồi? Công an đâu rồi? Dạ. Công an, lẹ lẹ đi coi. Dạ. Công an. Dạ mắng lớn kêu con. Mày mừng cái gì mà tao kêu rác cửa hồng mày mới lên nhà? Dạ con phụ bếp. Mày hay quá à. Mày có thấy trời ơi bất không? Cứ hễ trời ơi bất là mày tự khắc biết phải lên đây quạt cho chị chống học chứ. Mày không có biết cái gì hết á. Ba, con đâu có nóng đâu mà. Con cứ lo học đi. Giờ đứng đó mà nhìn hả? Nè, quạt. Ly hoài. Mà thôi đi, bà vừa phải phải thôi. Vậy nữa. Ý tôi nói là
bà đeo vòng đeo vàng ít thôi, vừa vừa phải phải thôi, cẩn thận đó. Ông đang trù rủa tôi hả? Trù cái gì mà trù. Cái trường hợp của chị Liễu nó rành rành ra vậy, tôi nhắc bà thôi. Thì bất quá từ nay trở đi tôi không ra ngoài ban đêm nữa. Còn nếu mà đi một mình thì tháo bất vàng để nhà xong. Ơi, tôi nói bà không chịu hiểu hả? Người ta biết bà đeo nhiều vòng nhiều vàng, người ta chặn đường, giết người, cướp của, chứ ta đâu có biết bà thêm vô hay bớt ra. Ông nói gì mà ghê quá vậy hả? Vậy thôi tôi không nói nữa, tôi đi ngủ cho nó yên thân, được chưa? Má anh Thịnh mất rồi, thì anh phải làm sao đây? Không sao đâu con. Thằng Thịnh nó còn có ba. Ba nó giỏi giang, với lại thương nó lắm, chắc không sao đâu. Má anh Thịnh mất rồi, chắc anh đau lòng lắm á. Thì người ta có câu, mồ côi cha thì ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Cũng may là thằng Thịnh còn có ba lo lắng cho nó, chứ con mà mất má rồi á, chắc lót lá mà nằm. Ê, cái bà kia, tôi muốn yên tôi đi ngủ rồi, bà còn xỉa xói cái gì nữa vậy? Tôi đâu có xỉa xói ông, tôi đang nói thẳng vô mặt ông á chứ. Thôi má, để cho ba ngủ đi má. Thôi đi con, ngủ nghỉ gì nữa vậy này. Bây giờ chỉ có đi khuất mắt nó mới yên thân được thôi. Mà mỏi với cái nhà này quá rồi, đi cho nó khỏe. Ông nghĩ là ông đi là khỏe thôi không hả? Mình cũng mồ côi má mà, sao mai thương mình hết vậy? Ngồi đó mà kể lễ, tiếc thương cho anh Thịnh hoài. Mày nhìn gì? Quạt nhanh lên. Đứng đó mà nhìn. Dạ. Nhìn cái mặt là khó ưa rồi. Thôi, em đừng có quạt nữa. Tôi mà không quạt, má chị quánh tôi. Chúng tôi rất hiểu cho nỗi đau của anh và gia đình. Vì vậy cho nên chúng tôi đang ráo riết điều tra về cái chết của vợ anh. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì chưa có được manh mối nào của kẻ gian để lại. Nói như vậy là kẻ sát hại vợ tôi vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài dòng pháp luật sao? Không được, nhất định các anh phải tìm cho ra kẻ đó. Tôi muốn kẻ giết chết vợ tôi mới đền tội trước pháp luật. Anh đừng quá kích động. Hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa khép lại vụ án. Và chúng tôi cũng được biết vợ anh và gia đình của anh sống rất là được lòng của mọi người xung quanh. Vì vậy cho nên kẻ thủ ác rất có thể là từ nơi khác tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Nếu như có manh mối nào, chúng tôi sẽ thông báo cho anh biết. Mình ơi, mình chết đau đớn quá. Tôi không biết phải làm sao để bắt kẻ thủ ác đền tội. Nhà chức trách chưa lật ra hung thủ, kẻ thủ ác thì không để lại dấu vết nào. Tôi có lỗi với mình quá. Tôi phải làm sao? Mình ơi, em dỗ thằng Thịnh ngủ rồi. Bây giờ em đưa thằng Bảo về bên nhà, rồi lát chiều em qua lo cơm nước cho hai cha con anh nghe. Ba về đi con. Dạ, mẹ thưa ba con về.
hai má con ở lại đó. Tôi có chuyện muốn nói. Dạ, mình dặn gì em hả? Hai má con em hãy dọn về đây mà sống. Mình cho em với thằng Bảo về sống ở nhà này hả mình? Nhà này cần có em. Thằng Thịnh nó cần có em. Má, vậy là má con mình được sống ở đây hả má? Con cảm ơn ba. Mình, em cảm ơn mình. Từ nay em sẽ thay chị Liễu chăm sóc mình với hai con. À, em có một chuyện muốn xin phép mình. Em nói đi. Em xin phép được coi thằng Thịnh như là con ruột của em, rồi xưng hô má con với nó thì có được không mình? Cảm ơn em. Cảm ơn em. Em cảm ơn mình. Em cảm ơn mình nhiều lắm. Từ nay hai má con em sẽ ở bên cạnh mình, chăm sóc cho mình với thằng Thịnh. Mình ráng vượt qua nỗi đau này nha mình. Con hứa với ba, từ nay sẽ ngoan ngoãn và nghe lời ba. Dù không phải là người hại chết chị, nhưng em vẫn luôn áy náy. Nếu hôm đó chị không tức giận bỏ về liền, có khi đã không gặp bọn cướp. Mà thôi, chuyện đã lỡ rồi, xin chị yên lòng siêu thoát. Từ nay em sẽ thay chị lo cho thằng Thịnh. Em sẽ hết lòng yêu thương chăm sóc cho nó. Chị yên tâm nha chị Liễu. Đỡ nóng rồi á, ăn đi. Ngon không? Ngon. Anh Tị, tính ra là anh sống trên cái ghe này cũng lâu dữ rồi hen. Ừ. Từ nhỏ ai cũng nói tôi á có tay sát cá, không ngờ lớn lên á lại sống bằng cái nghề chài lưới trên sông. Bộ anh tính cứ sống hoài trên cái ghe này vậy hả? Đâu có. Tôi tính kỹ rồi. Nếu bây giờ mà lên trên bờ mướn đất, cất nhà, rồi mướn ruộng để mần,
rồi lỡ mà gặp ông Năm thất bát á thì nợ lại chồng nợ, chi bằng cứ sống ở trên ghe này thêm vài năm nữa rồi dành dụm ít tiền, khi đó đặng lên bờ kiếm ít sào đất rồi mua, rồi cất đỡ căn chòi, lúc đó rượu mình mần, nhà mình nở, khỏi phải thêm ngưỡng ai. Tôi tính vậy phải có tương lai hơn không? Tôi không biết, tôi thấy bao nhiêu năm rồi tôi với anh đứa nào cũng còn khổ hết á. Trời ơi, anh Tị, ở đâu ra mà anh có nhiều tiền quá vậy? Rồi anh đưa tôi tiền này làm chi? Từ nay tiền bán tôm cá được bao nhiêu tôi sẽ đưa hết cho Bình An giữ. Tôi đàn ông suốt ngày lận hợp với nước, giữ tiền không có được. An giữ tiền giùm tôi nha. Nhưng mà sao lại là tôi? Số tiền này tôi dành dụm cũng lâu lắm rồi đó. Nó là tất cả tài sản của tôi. Giờ tôi đưa hết cho An rồi đó. Chắc An cũng hiểu được lòng tôi mà phải không? Tôi hiểu lòng anh Tị chứ. Mà thôi, tôi không lấy đâu. Tiền của anh giữ đi. Bình An, tôi dám chắc cả cái xứ này không có ai thương An nhiều bằng tôi đâu. Bình An, em bằng lòng làm vợ tôi nghe. Tôi Bình An, tôi biết là tôi nghèo, nhưng mà tôi thiệt bụng thương An. Tôi thề, nếu An đồng ý làm vợ tôi sẽ không để Bình An phải chịu cực khổ. Tôi thiệt lòng thương An, tôi thiệt lòng muốn cưới Bình An làm vợ. Nếu An không thương tôi thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ không làm khó An đâu. An nói cho tôi biết đi. Không được, mình không thể để mất anh Tị. Chỉ có ảnh là tốt với mình thôi. Thiệt tình, tôi đối với anh Tị ra làm sao không lẽ anh không biết? Từ nhỏ đến lớn, anh Tị là người con trai duy nhất mà tôi thân thiết. Tôi... Bình An nói vậy là Bình An cũng có tình cảm với tôi. Anh mừng quá. Tía mẹ ơi, con có người thương rồi. Nè anh làm gì vậy? Nè anh buông tôi ra coi. Anh buông tôi ra đi. Lỡ mà anh nhìn thấy á, mét lại với má lớn tôi là tôi bị ăn đòn chết luôn á. An yên tâm đi, không có ai nhìn thấy đâu, đừng có sợ. Từ nay An là người thương của tôi rồi phải không An? Ừ, thì tôi đồng ý làm người thương của anh. Nhưng mà tôi nói nè, cái chuyện này chỉ có tôi với anh biết thôi. Anh đừng có nói cho người khác biết, biết không? Sao vậy? Tôi muốn khoe với mọi người ở trong xóm biết. Bộ anh muốn tôi bị má lớn đánh chết hả anh Tị? À, được được. Vậy tôi sẽ nghe lời Bình An. Chuyện hai đứa mình thương nhau không có nói cho ai biết. An giữ nha. An ráng chờ tôi. Tôi sẽ cố gắng dành dụm thật nhiều tiền rồi nhờ người qua hỏi cưới An đàng hoàng. À, thôi An về nha. Chứ đi nãy giờ lâu rồi, má lớn tìm không thấy má lớn la á. An đi trước nha anh Tị. An về. Dạ thưa ông bà, thưa cậu hai, con dọn cơm xong rồi. Dạ con mời ông bà mời cậu. Ừ, qua ăn cơm đi con. Dạ. Bữa nay biết con về, má dặn bếp á nấu toàn là món con thích đó. Con cảm ơn má bà. Ừ, ăn nhiều vô nghe không? Dạ. Mình cũng vậy đó nghe, mình phải ăn nhiều vô nghe không?
lóng rài á, em thấy mình cứ đau bệnh rề rề hoài đó. Hôm nay có thằng Thịnh nó về, tôi ăn gấp đôi. Con, đi học ở trên Sài Gòn á, có cực lắm không? Dạ, không sao đâu ba. Con phải cố gắng để ba an lòng chứ. Dạ, con mời cậu. Ủa má ba, em Bảo đâu rồi? Chắc nó đang ngoài nhà máy với chú Tỉnh rồi con. Thôi kệ nó đi con. Không sao đâu, lát em con về nó ăn sao. Con ăn đi. Nè, ăn nhiều vô nha. Đây, ăn nhiều vô. Nè, nè. Cá lóc kho tiêu, món ruột của con đó. Không có, cảm ơn ba. Cảm ơn má ba. Ừ, ăn đi, ăn đi. Ăn đi con. Dạ. Chịu khó chải dầu dừa thì tóc mới mượt được nha con. Dạ, con biết rồi má. Ba nè, ba còn nhớ ông thầy Sáu Quẩn ở cầu Dừa không? Chị, tự nhiên hỏi còn nhớ không, vô duyên hả? Thì có chuyện tôi mới hỏi bà chứ. Chuyện chi? Sáng nay tôi ra chợ, tôi gặp thầy. Thầy hỏi thăm hai má con bà. Nhưng mà thật ra ngụ ý là muốn hỏi thăm con Trúc định cưới cho thằng nào con trai của thầy ấy mà. Hỏi cưới con Trúc hả? Ừ. Rồi ông trả lời sao? Thì tôi nói phải về hỏi ý kiến má con bà chứ. Ờ, vậy thì thôi được. Nhưng mà con trai của ổng vợ mừng chuyện chi ông biết không? Nghe đâu làm kỹ sư canh nông gì đó, lương bổng cũng ngon lành à. Kỹ sư kỹ siết gì cũng là làm công cho người ta ăn lương thôi à. Ông trả lời thẳng với ổng á, là tôi hứa gả con gái cho người khác rồi. Cái gì? Bà hứa gả con Trúc cho người khác mà không báo tôi một tiếng hả? Phải đó má. Má hứa gả con cho ai vậy? Con chưa có muốn lấy chồng đâu đó nha. Con ngồi im đó nghe má nói chuyện nè. Ông quên á, là mấy năm trước mình hứa gả con Trúc cho thằng Thịnh, con trai anh Mạnh rồi hả? Ờ hen. Vậy mà quên bén luôn ta. Mà mấy năm rồi đâu có nghe anh Mạnh nói cái gì đâu. Mà bây giờ thằng Thịnh nó cũng lớn rồi, biết đâu. Thì thằng Thịnh nó cũng lớn, nhưng mà mấy năm nay á, nó đi học ở trên Sài Gòn á. Chắc vì vậy cho nên anh Mạnh chưa tính tới chuyện vợ con cho nó. Ừ. Mà Trúc nè. Dạ. Thằng Thịnh nó có hứa hẹn gì với con? Ba này, ba hỏi gì mà kỳ quá vậy? Tụi con còn nhỏ mà. Ừ. Nhỏ gì nữa? Ở cái tầm tuổi con á, cả cái làng này nó lấy chồng con gần hết rồi. Ba con nói đúng đó. Không ấy bữa nào con gặp thằng Thịnh á, con ngỏ ý hỏi thử coi nó làm sao. Chứ con là con gái mà, chỉ có một thời thôi, đâu có chờ đợi nó hoài được. Má, tới má mà cũng vậy nữa hả? Con không nói chuyện với ba má nữa đâu. Con mời ba. Con mời má ba. Để má, cảm ơn con. Mấy năm qua con đi học xa nhà, nhờ có má ba chăm sóc nên ba con mới mạnh khỏe như vậy. Con mang ơn má ba lắm. Trời, con nói đi đâu vậy? Cái gì mà mang ơn? Má là vợ của ba con thì chăm sóc ba con là bổn phận của má mà. Dạ, biết là vậy, nhưng mà con vẫn mang ơn má ba. Từ ngày má con mất, một tay má ba chăm lo mọi thứ cho tới nay. Cái thằng này, mình là người một nhà mà con. Ủa, Bảo, anh hai về con chào kìa. Ba má. Bảo, ủa, anh hai, về khi nào vậy? Trời ơi, mới có mấy tuần lo thi cử, không về thăm nhà mà anh thấy em nhổ giò cao rồi còn đẹp trai ra nha. Tôi biết mình đẹp trai từ nhỏ mà. Còn đó nha, hôm nay biết anh hai con về, vậy mà không chịu về sớm để ăn cơm với nhà. Con...
con mắc mấy việc lu bu cho nên con quên. Con xin lỗi ba. Thôi, không sao đâu con. Con lo làm mà, có phải chơi bời lêu lỏng gì đâu mà ba la. Cơm trưa không kịp á thì còn cơm chiều mà, ha con ha. Phải đó, thiếu gì dịp phải không anh hai? Ủa, mà lần này á anh về được mấy ngày vậy? Anh cũng không biết. Thịnh, rồi cái vụ mà giấy tờ để con lo con đi du học đó, con lo xong chưa? Khi nào con đi? Trời đất ơi, anh hai đi du học hả? Đi nước nào vậy? Hồi trước anh tính học xong ở Sài Gòn thì đi Nữ Ước du học vài năm. Trời ơi, Nữ Ước nghe đã quá vậy. Ê, cho tôi đi cùng với. Cái thằng này, anh con đi học chứ có phải đi chơi đâu mà xin đi cùng. Mà con đó, bằng tú tài còn chưa có nữa đồ đi du học. Thì trong xưởng cho ba thì cần chứ bằng tú tài chứ. Mà thôi, con quyết định ở nhà, trong xưởng. Ba, lần này con về đây là muốn thưa với ba một chuyện. Nói đi con, con quyết định học ngành gì, rồi học ở đâu, nói ba nghe, ba lo cho con được hết. Dạ, con sẽ không đi du học nữa. Ủa, sao vậy? Sao vậy con? Con thấy ba lớn tuổi rồi, nên con quyết định không đi đâu nữa. Con muốn về đây đỡ đần với em Bảo, thay ba lo việc gia đình. Trời đất ơi, cần gì đâu con. Mấy năm nay á, em con á với chú Tỉnh lo liệu việc làm ăn hết rồi. Mà việc làm ăn cũng đâu có gặp trục trặc gì lớn đâu. Nè, má nói nè, con á là học giỏi thì phải ráng mà học thêm chứ. Sao bỏ ngang uổng vậy? Đúng không mình? Má bà con nói phải đó. Việc nhà con không cần phải lo gì hết á. Bà biết tuy là bây giờ sức khỏe của ba nó không được như xưa nữa, nhưng mà nhà mình còn có chú Tỉnh. Chú Tỉnh là một người rất là sáng dạ. Ba chỉ chú một lần cái gì là chú biết chú làm được liền à. Đúng rồi đó con. Rồi ba cũng nhờ chú dìu dắt em con nè. Sổ sách thì lâu lâu ba coi, không có cái gì đâu. Việc của con là phải đi học. Ba, con nghĩ kỹ rồi. Trước mắt con sẽ ở đây một thời gian, còn sau này nếu như thấy cần thì con sẽ đi học tiếp, không có muộn đâu ba. Đó, ông trời đúng là bất công mà. Đứa muốn đi nước ngoài gần chết mà không được đi, còn cái người được trải đường cho mày đi thì không chịu. Cái thằng mốt tụi mày rồi mà. Đi vô ăn cơm đi. Vậy con vô ăn cơm. Anh hai, anh ngồi chơi với ba má nghe. Thịnh à, thôi thì tùy con. Con là đứa chín chắn, ba tin vô quyết định của con. Dạ, con cảm ơn ba. Rồi con định khi nào thì con dọn về đây ở luôn? Con tốt nghiệp rồi, lần này về là con về luôn đó. Ủa, con về luôn hả? Dạ. Rồi đồ đạc của con? Đồ con đóng gói hết rồi, khi nào cần thì nói anh shopper lên Sài Gòn chở xuống. Vậy cũng được. Con, cái xưởng đồ gỗ của nhà mình á là xây dựng sắp xong rồi. Bây giờ á, con không đi du học nữa, ba quyết định là giao đứt cái xưởng này cho con luôn. Con cảm ơn ba. Trước mắt con muốn coi lại sổ sách để nắm được tình hình làm việc của gia đình mình thời gian qua. Con muốn coi cái gì á thì cứ nói chú Tỉnh hen. Dạ. Mọi chuyện á, bà chủ không cần phải lo lắng. Có tôi lo hết mọi chuyện rồi mà. Sao mà không lo được chú? Thằng Thịnh nó học cao hiểu rộng, nó chỉ cần coi sổ sách qua là liền phát hiện ra. Bà chủ à, cái chuyện mà học hành chỉ là lý thuyết suông thôi. Bà lo lắng chi cho hại sức khỏe vậy? Cái chuyện mượn ăn á, bà cứ giao hết cho tôi là được rồi. Thì tôi tin tưởng chú mấy năm nay mà. Con nhiều tiền á, tôi đưa cho chú hùng hạp làm ăn hết, có lo lắng gì đâu. Nhưng mà lần này thì khác nha. Thằng Thịnh á. Bà chủ à, bà cứ lo lắng hoài như vậy á, cậu Thịnh sẽ sinh nghi đó. Mọi chuyện á, bà cứ bình thường đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sổ sách á, tôi ghi chép rất là cẩn thận, tỉ cỡ nào không tìm được sai sót đâu. Vậy thôi à, chú coi à, cũng để ý nha chú. Mà nó nói á, nó không có đi du học nữa là tôi lo trong bụng rồi.
Nó nhúng tay vô công chuyện nhạn cái là chú với thằng Bảo làm sao mà có thể. Bà chủ à, tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nên tôi mới khuyên bà hùng hợp làm ăn với tôi đó. Bây giờ bà có một cái khối tài sản thật là lớn rồi, cho dù sau này bây giờ ông chủ có giao hết toàn quyền cho cậu hai thì bà cũng có số vốn để thủ cho cậu ba rồi, đúng không? Nhưng mà tôi không có cam tâm. Suốt bao nhiêu năm nay tôi cực khổ lo cho cái gia đình này. Thằng Bảo á, thì theo chú đi lo công chuyện, còn nó hả, ăn sung mặc sướng trên Sài Gòn á, ăn học phơi phới ở trên đó. Rồi bây giờ mới vừa về tối hả, ổng đòi hả giao đứt cái xưởng gỗ cho nó, nói quà mừng tốt nghiệp gì đó. Nghe em ướt cái gàng. Bà đừng có giận nữa, bà cứ thuận theo lời ông chủ đi, bà từ từ mình tính. Nè, bà có nhớ năm đó không? Má con bà bị lép vế, bị ức hiếp đủ đường, đụng trái bà lật ngược thế cờ, trở thành bà chủ cái nhà này. Ừ thì năm đó rủi người lợi ta, chị Liễu chỉ vắng số cho nên tôi mới được như ngày nay. Tôi biết chứ sao không, chú nhờ tôi á mới được ông nhà tôi tin tưởng. Còn tôi thì cũng nhờ chú có một số vốn, mà cái số vốn đó giờ ngày càng lớn ra, tôi với chú phải nương nhau mà sống. Tôi hiểu chứ sao không. Chính vì vậy á, tôi với bà đi chung một con thuyền, nhất định không để thuyền nó chìm. Bà không việc gì phải lo hết. Ngóng